Công an thành phố sẽ quản lý qua mã QR thay cho giấy đi đường. Đây được xem là giải pháp an toàn khi vừa qua có ý kiến lo ngại lực lượng kiểm tra phải cầm điện thoại quá nhiều người khi qua chốt dễ lây bệnh nếu có trường hợp mắc COVID-19. Công tác triển khai bước đầu đạt hiệu quả giúp thuận tiện hơn trong kiểm soát. Song để nhân rộng còn khó khăn do khan hiếm thiết bị camera. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm hai camera tự động quét mã QR khai báo y tế phần mềm di chuyển nội địa tại ngã 6 Phù Động, đoạn giao lộ đường Nguyễn Trãi cách mạng tháng 8 và một điểm trên đường cách mạng tháng 8, đoạn trước công an quận 3. Đây là những khu vực có lưu lượng xe đông. Người đi đường khi qua chốt chỉ cần đưa điện thoại quét tự động thông tin khai báo di chuyển nội địa qua mã QR. Thay vì cán bộ dùng điện thoại kiểm tra như trước, thì việc xác thực thông tin chỉ mất chừng khoảng 10 giây. Dữ liệu được chuyển tới máy tính để nhân viên ở chốt kiểm tra, đồng thời việc quét mã QR không gây ùn ứ tại chốt cũng như đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho người dân, cán bộ chiến sĩ trực chốt. Mục đích giúp thống kê số lượng người dân đi qua các chốt, phục vụ cho việc truy vết F0, F1 lúc cần thiết. Nhiều quét mã QR tại các chốt, những ngày qua cơ quan chức năng phát hiện 3 F0 ra đường. Trong số này, 2 người khỏi bệnh, 8 người cách ly tập trung, 1 người chưa xác minh được, số còn lại cách ly tại nhà.